Thủy Hử, Cửu Văn Long, Sử Tiến. Trong khi dự tiệc, trang chủ cất tiếng mời Vương Tiến rồi hỏi rằng: Tôi xem ngài võ nghệ cao cường như vậy, tân là ngài đã làm chức giáo đầu thì phải. Bố con nhà tôi từng là có mắt và không trông thấy núi, xin ngài xá lỗi cho. Vương Tiến cười mà đáp rằng: Chẳng dám giấu chi cụ, tôi này thực không phải là người họ Trương, mà chính là giáo đầu Vương Tiến dạy 80 vạn cấm binh ở Đông Kinh. Chỉ suốt ngày múa đao cầm gậy, còn kém chi ai. Này nhân vị cao thái úy mới đến nhậm chức có lòng thù ghét với tôi. Tôi thử nghĩ mình không địch lại nổi, cho nên hai mẹ con bất đắc dĩ phải trốn sang phủ Duyên An để vào hầu quan trung kinh lược. Bân đổ lỡ bước tới đây nhờ được lão nhân có lòng hậu đãi, lại mời thầy chữa bệnh cho mẹ tôi. Như thế thật là nghĩa nặng ơn sâu, biết lấy gì báo đáp. Nếu công tử nhà có muốn học tập cho hoàn toàn thì tôi xin bảo giúp cho. Còn như những ngón gậy đó, chẳng qua chỉ trông cho đẹp mắt, chứ đến khi ra trận thì chẳng vào đâu. Trang chủ nghe nói càng bội phần trân trọng, gọi con trai bảo rằng: Nếu vậy con lại tạ sư phụ lần nữa mới được. Chàng thiếu niên đứng dậy lại tạ Vương Tiến, rồi cùng ngồi dự tiệc. Trang chủ kể chuyện với Vương Tiến rằng: Nguyên tổ phụ tôi xưa vẫn ở địa hạt huyện Hoa Âm này, đằng trước có dãy núi Thiếu Hoa. Thôn này tên gọi là Sử Gia Thôn, có tới 400 nhà ở, đều gọi là họ Sử cả. Nhà tôi chỉ được thằng cháu đây, nó tính du đáng, không chịu cày cấy làm ăn, chỉ thích múa côn đánh gậy. Mẹ nó ngăn mãi không được, thành ra lo quá mà chết. Còn tôi đây cũng phải chịu lòng nó vậy. Từ xưa đến nay phí tốn kể biết bao nhiêu tiền để đón thầy học võ, rồi lại thuê thợ chế cho một chiếc áo giáp. Đằng Trương có thêu 9 con rồng rực rỡ, nhân thế ở quanh đây ai cũng gọi nó là Cửu Văn Long Sử Tiến. Mai này lại được ngài quá bộ đến đây, vậy xin ngài làm phúc dạy dỗ giúp cho. Lão tôi xin hết lòng cảm tạ. Vương Tiến cả mừng đáp rằng: Vâng, cụ đã dạy thế thì nay tôi xin lưu lại đây để bảo giúp cho cậu ấy thành tài, rồi tôi sẽ xin từ biệt. Khi cơm rượu xong, trang chủ lưu hai mẹ con Vương Tiến ở lại đó để cho con học tập. Từ đó hàng ngày Vương Tiến bắt Sử Tiến học tập 18 thứ võ nghệ, giảng dạy kỹ càng, luận phép nghiêm chỉnh, thấm thoăn trong nửa năm trời, không gì mà không tinh, không kín đáo. Được ít lâu, Vương Tiến thấy Sử Tiến khá rồi, mọi môn đều giỏi cả. Tự nghĩ mình ở đây lưu luyến mãi thì không tiện, liền ngỏ với trang chủ và Sử Tiến để cáo từ, để sang Duyên An phủ kiếm kế lập thân. Trang chủ cùng con là Sử Tiến cố ý vật nải lưu lại, song Vương Tiến nhất định không nghe. Bân đắc dĩ phải đặt tiệc tiến hành và đưa ra mấy tấm vải đoạn cùng 200 lạng bạc để tặng Vương Tiến lên đường. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiến sửa soạn hành lý, chỉnh đốn cung ngựa, từ giá hai bố con Sử Tiến đi ra. Sử Tiến bắt người gánh đồ hành lý hết trong một ngày, đưa chân mẹ con thầy học ra khỏi 10 dặm rồi mới bái biệt trở về. Sử Tiến từ khi sư phụ đi rồi thì ngày ngày luyện tập một mình, hết đào lại thương, hết cung lại ngựa, có khi nửa đêm diễn võ ở vườn sau, có lúc ban ngày múa chơi ở sân trước, tháng ngày lẩn thận cơ hồ quên cả tấm thân. Cách nửa năm sau, trang chủ bị cảm rất nặng, Sử Tiến mới sai người đi đón thầy thuốc khắp mọi nơi, chữa chạy không thiếu phương cách. Nhưng mình già tuổi yếu, bệnh thế triền miên, được mấy hôm thì ông về nơi tiên giới. Sử Tiến mới đau đớn khóc thương, khâm niệm Quách Quan, nhất diện đón thầy về làm trai cúng Phật cho tín độ siêu sinh. Cho tín độ siêu sinh rồi chọn tháng tốt ngày lành, làm lễ mai táng ở ngọn núi bên Tây. Từ đó Sử Tiến trong lòng buồn bã, lại càng không thiết đến công việc nông, chỉ đêm ngày lần thầm tìm người đấu võ thi tài làm thích. Một hôm vào khoảng trung tuần tháng 6, trời đang bức nực lạ thường, Sử Tiến mới vác cái ghế ra gốc cây liễu ở gần cạnh bục thóc để ngồi hứng mát. Chợt thấy ở dưới gốc cây tùng bên kia có người ngấp nghé nom dòm. Chàng lấy làm ngạc nhiên, quát lên hỏi rằng: Quái, anh nào nom dòm nhà ta thế kia? Hỏi đoạt đứng dậy ra xem thì thấy tên Lý Cát là tay săn đương đứng ở đó. Sử Tiến lại hỏi luôn rằng: Lý Cát, người nấp nom gì đấy, hay là muốn thử võ với ta chăng? Lý Cát dạ mà đáp lại rằng:
Thưa cậu, tôi đến đây để săn mấy con cầy để kiếm rượu, nhưng thấy cậu ngồi đó nên tôi không dám vào. Sao dạo trước săn bắn được cái gì anh cũng mang đến đây để bán? Tôi chưa từng chịu tiền của anh bao giờ. Thế mà lâu nay không thấy mang đến đây bán cho tôi nữa. Hay là anh khinh tôi không có tiền chăng? Có đâu dám thế. Vì dạo này săn không được cái gì cho nên không dám đến đây thôi. Sử Tiến quát lên rằng: Anh lại nói quậy. Núi Thiếu Hoa rộng lớn như vậy mà lại không có con vật gì hay sao? Lý Cát nói rằng: Thưa cậu, nguyên ở núi Thiếu Hoa bây giờ có một bọn cướp đến đóng. Người đầu đảng là thần cơ quân sư Chu Vũ, tự xưng làm đại vương. Người thứ hai là Khiếu Giản Hổ Trần Đạt. Còn người thứ ba là Bạch Hoa Xả Dương Xuân, tụ đến 500-700 lâu la và mấy trăm cỗ ngựa để đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện Hoa Âm cấm mãi không được, phải treo giải 3.000 quan tiền để thưởng người bắt cướp. Nhưng nào có ai dám đụng đến chúng nó đâu. Bởi thế lâu nay chúng tôi không dám lên núi nên không kiếm được cái gì. Sử Tiến lắc đầu nói rằng: Ta cũng thấy nói có bọn cướp ở đấy, nhưng không ngờ nó hống hách đến vậy. Lý Cát ơi, hôm nay nếu có kiếm được cái gì thì ngươi phải mang đến đây bán cho ta mới được. Lý Cát vâng dạ luôn mồm rồi đi. Sử Tiến quay vào nhà trong suy nghĩ một mình. Bọn cướp nó lộng hành như vậy thì tất nhiên có phen quấy rối đến chỗ ta, vậy bất nhược ta phải phòng bị ngay mới được. Chàng nghĩ như vậy liền sai người nhà mổ thịt hai con trâu, rồi cho mời mấy trăm nhà trong thôn đến chén. Khi dưới trên đã tề tựu cả rồi, Sử Tiến mới cất chén rượu mời, nói với hàng thôn rằng: Tôi nghe thấy trộm cướp đến đóng trên núi Thiếu Hoa. Đây quân gia có 500-700 người, sức mạnh người đông, không ai cản nổi. Thế tất sau này phải quấy nhiễu đến ta. Vậy ta muốn mời đồng dân đến đây để bàn kế phòng bị, kẻo lỡ khi nguy hiểm đến nơi có lòng tránh khỏi. Từ nay các nhà trong hàng thôn ai ai cũng phải phòng bị ký giới và đặt mõ làm hiệu. Nếu có động dạng gì cứ đánh mõ lên thì các nhà khác phải đổ đến ứng cứu cho mau. Các thôn dân nghe nói đều đồng thanh rằng: Chúng tôi là nông dân không biết chút gì, vậy các việc xin nhờ đại lang tất cả. Thế có động dạng ở đâu chúng tôi xin vâng lời đến cứu. Khi chè chén xong rồi, các thôn dân đâu đấy về nhà sửa soạn võ khí theo lời Sử Tiến đã dặn. Còn Sử Tiến thì sửa sang cổng ngõ, ngăn ngừa dậu vách và sắp sẵn các đồ đai giáp cung ngựa để dự bị chống giặc. Nguyên bọn giặc này đến đóng ở núi Thiếu Hoa có 3 người làm chùm. Một người tên là thần cơ quân sư Chu Vũ, vốn người ở đất Định Viễn, sai khiến hai cây song đao, võ nghệ dẫu không ra gì song cũng biết ít nhiều trận pháp, lại mưu lược cũng hơi thông. Một người tên là Trần Đạt, quê ở Nghiệp Thành, vốn nay dùng cây cương sang để ra trận. Còn một người thứ ba tên là Dương Xuân, người đất Bổ Châu, huyện Giải Lương, thường cầm một cây đại đao rất lớn. Một hôm Chu Vũ bảo với Trần Đạt, Dương Xuân rằng: Nghe nói huyện Hoa Âm có treo giải 3.000 quan tiền để thưởng người chóc nã bọn ta. Vậy bất nhận tất cả có quan quân kéo đến, thế mà trong trại ta lương thảo không có là bao, chỉ e khi binh hỏa đến nơi có làm chống cự. Nay nhân khi nhàn hạ, sao không liệu kế đi tảo vác lấy lương thảo đem về mà phòng bị, sẵn sàng cho vững dạ. Khiêu Giản Hổ Trần Đạt gật đầu đáp rằng: Phải lắm, bất nhường ta đến huyện Hoa Âm mượn ngay họ ít lương thảo, xem họ xử trí ra sao đã. Bạch Hoa Xả Dương Xuân gạt ngay đi rằng: Ta không nên đến huyện Hoa Âm, cứ kéo vào Bồ Thành có lẽ lại thanh thỏa hơn. Trần Đạt nói: Huyện Bồ Thành người thưa lương ít, lấy được bao nhiêu, chỉ bằng đến huyện Hoa Âm, nhân dân giàu có, tiền thóc sẵn sàng, có thú hơn không? Dương Xuân nói: Đành vậy, nhưng anh phải biết rằng đường đi Hoa Âm tân phải qua thôn Sử Gia. Ở đấy có anh Cửu Văn Long Sử Tiến, cũng là một tay đại bợm, nếu không trừ được nó sao để cho đi. Trần Đạt là bộ mạnh bạo mà rằng: Sao chú bé mật thế, một thằng nhãi non còn sợ thì địch thế nào nổi với quân quan. Dương Xuân nói: Anh chớ nên khi người ấy mới được. Chu Vũ nói: Tôi cũng nghe thấy nói hắn ta anh hùng mà võ nghệ rất giỏi, có lẽ đừng nên phạm vào đấy thì hơn. Trần Đạt có ý không bằng lòng: Các ông thật là chỉ biết tầng bốc chí khí người ta mà nhún mất cả uy phong của mình. Nó bất quá là người, chứ có ba đầu sáu tay mà gì mà sợ. Nói đoạn thét ngay đám lâu la: Chúng bày sắp ngựa đem đến đây, ta hãy phá thôn Sử ra rồi lấy huyện Hoa Âm cho mà xem. Chu Vũ và Dương Xuân thấy vậy tỏ ý can ngăn, song Trần Đạt nhất định không nghe, vác thương lên ngựa
dẫn hơn 100 lâu la đánh trống khua chiêng thẳng vào thôn họ Sử. Sử Tiến đương khi chuẩn bị sẵn sàng để chờ giặc đến, bỗng nghe tin báo thì cua mõ ra lệnh cho thôn dân đổ đến. Khi thôn dân nghe tiếng hiệu thì 300-400 nhà đều tay gươm tay gậy bảo nhau kéo lên ứng cứu. Tới nơi thấy Sử Tiến đầu đội khăn chữ nhất, mình mặc áo giáp hồng, chân đi giày tía, lưng thắt dây ra, trước sau ngực đều có kính hiểm tâm, lưng đeo bao tê, tay cầm cây đao ba mũi, rất là oai vệ. Bấy giờ người nhà dắt ra một con ngựa đỏ, Sử Tiến mới nhảy lên mình ngựa. Đàn trước có hơn 40 gia nhân tráng kiện gian hàng, lại có 80-90 người thôn trang khỏe mạnh đi theo kèm hai bên, còn bao nhiêu thôn dân đi theo sau cùng kéo đến cửa thôn. Vừa đi tới chỗ sườn núi đã thấy Trần Đạt đầu đội khăn hồng, mình mặc áo giáp sắt bọc vàng, chân đi đôi giày ống, cưỡi con ngựa trắng cao đầu, tay vác thanh cương mâu, dẫn lâu la kéo tới. Sử Tiến trông thấy quát lên hỏi rằng: các ngươi ở đâu dám đến đất này quấy nhiễu lương dân? Tội ấy cũng đã đáng chết, nay còn muốn cả gan xâm phạm đến chỗ ta ở hay sao? Trần Đạt ngồi trên mình ngựa đáp rằng: vì trong trại chúng tôi thiếu ăn, muốn sang huyện Hoa Âm để vay lương thực, đường đi qua quý thôn đây, muốn phiền ngài cho đi nhờ, xin trở về tôi xin hậu ta. Sử Tiến nghe dứt lời quát lên rằng: các người nói dễ chưa, ta đây đường tính thì chóc nã các ngươi, nay mi tử dẫn đến đây tất là không thể nào tha được. Trần Đạt lại nói: ngài ơi, trong bốn bể đều là anh em hết cả, hèn chi mà ngài không cho chúng tôi mượn lối để đi. Sử Tiến cười đáp: đành vậy, nhưng có một vật kia, nó không chịu cho các ngươi mượn đường để đi, ngươi thử hỏi xem nó có bằng lòng không, thì ta sẽ dùng cho các ngươi. Trần Đạt nghe nói cả giận mà rằng: anh này giỏi, anh bảo ta hỏi ai? Ngươi hỏi thanh đao trong tay ta đấy này, xem nó có bằng lòng không. Trần Đạt hầm hầm không đợi, nói dứt lời vội múa cương sang xông vào, đánh thẳng đến. Bên kia Sử Tiến cũng giơ đao xông ngựa ra chống cự. Đôi bên đánh lộn bậy hồi lâu, Sử Tiến giả cách hớ hình, Trần Đạt liền cầm thương nhằm Sử Tiến đâm một nhát thật mạnh. Sử Tiến quất ngựa nhảy lên rất nhanh để tránh mũi thương, rồi quay mắt sang vào Trần Đạt. Trần Đạt còn luống cuống toàn quay đầu để đỡ, bỗng bị Sử Tiến quăng dây nhợ quấn chặt lấy mình, giật ngã xuống ngựa. Bọn lâu la thấy chủ tướng đã thua, đứa nào đứa nấy đều thục thất mà chạy cả. Sử Tiến hô tụi thôn trang khiêng Trần Đạt về trói ở sân, để đợi khi bắt được hai tên kia thì sẽ giải quan một thể. Đoạn rồi đem rượu thịt khao thưởng tại thôn trang rất là vui vẻ. Bên kia chủ Vũ Dương Xuân, từ khi Trần Đạt đem lâu la ra đi, trong lòng vẫn áy náy không yên. Hai người còn đương bàn bạc nghĩ ngợi thì bỗng thấy một lũ hầu hạ hớt há hớt hải chạy về đem chuyện Trần Đạt bị bắt giải bày cho nghe. Chu Vũ nghe nói biến sắc mặt kêu lên rằng: hắn không nghe lời ta, quả nhiên tai họa đến nơi, còn sao cho kịp. Chu Vũ lắc đầu mà rằng: khó lòng lắm, Sử Tiến không phải là người vừa, anh em ta địch làm sao nổi. Bây giờ tôi có một kế khổ này, nếu mà không cứu được Trần Đạt ra thì tôi với anh cũng chịu chết cả thôi. Khổ ghế thế nào? Chu Vũ ghé vào tai Dương Xuân nói thầm mấy câu rồi mới bảo rằng: trừ phi như thế thì may ra có thể được mà thôi. Dương Xuân hơi có dáng mừng mà rằng: nếu vậy thì ta phải mau lên, chứ chỉ hoãn làm sao được nữa. Nói đoạn hai người cùng đi. Bấy giờ Sử Tiến khao thưởng trong thôn, vừa đoạn trong lòng đương nóng nảy mong bắt được hai tên kia để cùng đem với Trần Đạt giải quan một thể. Bỗng thấy Tráng Đinh vào báo rằng có hai người đến ngoài cổng, nói là Dương Xuân, Chu Vũ đến hầu. Sử Tiến nghe nói cả mừng rằng: nếu vậy thì ta thành công rồi, hai thằng ấy có lên trời cũng không thoát được. Đoạn Nhất Diện sai người đánh hiệu cho thôn dân kéo đến. Nhất Diện sai lấy ngựa ra cổng trại xem sao. Đường khi sắp sửa cung ngựa thì đã thấy Dương Xuân cùng Chu Vũ đi bộ bước vào hiên trại, quỳ xuống đất khóc sướt mướt mà không nói gì. Sử Tiến thấy vậy quát hỏi: các người định làm kế sách gì ở đây? Chu Vũ chùi chùi nói rằng: thưa ngài, ba anh em chúng tôi chỉ vì nhiều khi bị quan trên ức hiếp, bất đắc dĩ phải đem nhau đi cướp bóc kiếm ăn. Kỳ thủy có nguyện với nhau, không cầu được cùng một ngày sống, mà chỉ cầu sao được cùng chết một ngày. Tình thân ái của ba chúng tôi không dám đầu ví với đảo viên tam nghĩa, song sự tử sinh cố kết thì cũng hơi giống như nhau. Này em Trần Đạt chúng tôi chỉ vì không nghe lời tôi bảo, thuận tiện tới đây phạm đến uy ngài, để ngài bắt được,
Sự ấy tự nó làm ra, đành phải tự thân phải chịu, không còn kêu thán được ai. Vì vậy chúng tôi xin đến đây để nộp thân cho ngài. Ngài nghĩ đến tình cố kết của chúng tôi mà cho đem nộp quan trên tất cả, để anh em chúng tôi được cùng trông thấy nhau, tức là hạnh phúc cho chúng tôi lắm. Chúng tôi được chết về tay một người anh hùng như ngài, không dám có một điều chi là hối hận. Sử Tiến nghe nói, tự nghĩ một mình: ừ, ba thằng này nó có nghĩa khí với nhau như thế. Này nếu ta đem bắt mà giải quan, thì tất nhiên bọn hảo hán ở đời phải cười ta là người hẹp lượng. Xưa nay thường nói, làm đứng anh hùng phải dung kẻ dưới. Việc này có lẽ ta phải xử trí sao đây? Nghĩ đoạn liền bảo hai người kia rằng: các người đi theo ta vào trong này. Chu Vũ, Dương Xuân mới ung dung đi theo Sử Tiến vào đến nhà sau, rồi lại quỳ xuống mà kêu xin chịu trói. Sử Tiến đôi ba phen bảo cứ đứng dậy, xong hai người nhất định không nghe, cứ chăm chăm quỳ nguyên như trước. Sử Tiến thấy vậy trong lòng rất cảm động, liền bảo với hai người rằng: các người đã có nghĩa khí đối đãi với nhau như thế, ta đây cũng không nỡ bắt làm chi. Vậy ta muốn tha cho Trần Đạt trở về, thì các người nghĩ sao? Chu Vũ nói: có đâu chúng tôi lại để lụy anh hùng như thế, thà rằng xin ngài cứ giải chúng tôi, lấy thưởng mà còn hơn. Sử Tiến nghe nói lại càng mùi lòng. Liền kéo hai người đứng dậy, rồi tha trói cho Trần Đạt, sai người đem rượu thịt ra cho ba người cùng uống và hứa cho về. Khi uống rượu say sưa, ba người cùng ân cần tạ ơn Sử Tiến rồi quay về trại. Tới trại, Chu Vũ bảo hai người kia rằng: nếu ta không làm cái khổ kế như vậy thì có lòng mà cứu được tính mạng cho Toàn. Nhưng thế nào mặc lòng, Sử đại lang cũng là một tay nghĩa khí lạ thường, cho nên mới đãi chúng ta như thế. Vậy nay mai ta phải kiếm lễ vật gì mà tạ ơn người ấy mới được. Cách 10 hôm sau, Chu Vũ xài mấy tên lâu la vào hồi chập tối, mang 30 nén vàng đến tạ ơn Sử Tiến. Phạt tiền Sử Tiến thấy vậy còn từ chối không nhận. Sau thấy tên lâu la kêu nài thảm thiết thì cũng cảm lòng tốt mà thu lấy. Đoạn sai lấy cơm rượu cho tên lâu la ăn uống mà thưởng tiền cho về. Vào khoảng nửa tháng sau, lũ Chu Vũ kiếm được một hạt minh châu rất lớn, cũng lại sai người đến dâng cho Sử Tiến. Sử Tiến nhận minh châu, trong lòng lấy làm nghĩ ngợi: ba người này thành thực trọng đãi ta như thế, nếu ta không có gì xử lại với họ thì tất nhiên họ không tâm phục mình. Nghĩ đoạn liền sai người nhà đi mua gấm đặt may 3 cái áo để tặng ba người. Cách mấy hôm sau, áo đã may xong, Sử Tiến lại mua 3 con dê béo quay chín tử tế, rồi cho tên Vương Tứ đem áo gấm và dê béo vào trại để tặng cho bọn Chu Vũ, Dương Xuân. Vương Tứ là một tay người nhà rất thông thạo ở trong trang viện, nhân thể Sử Tiến mới tin dùng mà sai đến những việc bí mật như vậy. Vương Tứ tới sơn trại, bọn Chu Vũ nhận được lễ vật mừng rỡ cảm tạ. Đoạn rồi cũng sai lấy rượu ngon thịt béo cho Vương Tứ ăn, và lại thưởng cho mấy mươi lạng bạc đem về. Từ đó Sử Tiến cùng với bọn Chu Vũ thường tặng đưa lễ vật cho nhau, tình ý xem ra cũng hơi có chiều thân mật. Ngày đi tháng lạc, một hôm gần đến Tết Trung Thu, Sử Tiến muốn tìm bọn Chu Vũ đến để nói chuyện cho vui, liền viết một bức thư sai Vương Tứ đưa sang sơn trại, hẹn với Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt đến hôm giữa Tết Trung Thu thì cùng đến thôn trang để trông trăng đánh chén. Chu Vũ nhận được thư trong lòng mừng rỡ vô cùng, liền viết thư đáp xin đến hôm ấy thì cả ba anh em cùng y lời phó ước. Viết thư xong đưa cho Vương Tứ, sai lấy rượu cho uống và thưởng cho 5 nén bạc rồi mới cho về. Vương Tứ bỏ phong thư vào túi vái tạ ba người. Vừa ra đến cổng, bỗng gặp một tên lâu la vẫn hay đưa lễ vật sang trang viên xưa nay. Tên ấy trông Vương Tứ thì vội mừng hớn hở, lôi kéo vào hàng rượu con ở gần đây để thiết đãi. Vương Tứ vừa mới uống rượu của bọn Chu Vũ thưởng xong, lại bị tên lâu la ép luôn 10 chén nữa thì thấy choáng choáng, liền đứng dậy giã từ lâu la vội vã ra về. Khi đi được mấy bước, thấy hơi rượu ngày càng bốc, dần dần choáng váng, ngả nghiêng như muốn ngã. Vương Tứ cố gượng toàn đi về đến nhà. Bất đổ mới đi được độ 50 dặm được, đến một khu rừng con gần đó thì mê mệt say sưa, nằm vật ngay xuống, không biết trời đất chi nữa. Bấy giờ có tên Lý Cát đương đi săn ở khu rừng ấy, khi thấy độc chạy đến xem thì biết ngay Vương Tứ là người nhà của Sử Tiến, liền cố sức dìu dậy muốn đưa về, song dù thế nào cũng không dìu được đi được.
bất đắc dĩ đành phải để mặc đấy. Rẻ đâu Vương Tứ say quá, đến nỗi có mấy lạng bạc của bọn Chu Vũ cho, và bức thư trả lời của bọn họ cũng đánh rơi ra cả mà không biết. Lý Can bất thình lình nom thấy, liền tự bụng nghĩ: ta làm gì một lúc mà được bằng đầy tiền, bất nhượng gặp cơ hội này, ta thủ phăng của anh này để mà chè chén có thú hơn không. Nghĩ xong nhặt lấy tiền đút vào túi, rồi lại cất lấy phong thư để xem. Lý Can hơi võ vẽ được 5-3 chữ, mở thư ra xem trên đề: chúng tôi Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt ở Thiếu Hoa Sơn kính thưa ông sử tiến. Còn ở dưới liền chi hồ điệp, không hiểu là nghĩa gì, trong bụng nghĩ thầm, nói lẩm bẩm một mình: cái này chắc bà chú ở Thiếu Hoa Sơn lại kết giao với sử tiến mà thông tin tức cho nhau đây hẳn. Sử tiến hôm nọ ta đến qua Sơn Trang, hắn còn rậm dọa quát tháo với ta, ai ngờ chính hắn lại thông đồng với bọn giết người cướp của mà nạt chúng ta. Được lắm, ta cứ giữ nghề thả lưới mò trăng mãi thì đến bao giờ cho phú quý. Âu là đương dịp quan trên đương thưởng tiền bắt cướp, ta đem bức thư ra tố giác, họa may có cơ hội tốt thì cũng nên. Nghĩ đoạn liền đút ngay bức thư vào túi, đi ngay đến huyện Hoa Âm để tố cáo. Khi Vương Tứ cựa mình tỉnh giấc, mở mắt trông thấy trăng sáng lờ mờ, bốn bên toàn là cỏ cây rừng núi, bấy giờ mới biết mình đã bị chén quá say mà nằm ở đó. Liền đứng dậy sờ đến túi, thì tiền không thấy mà giấy cũng không, trong bụng bàng hoàng tìm khắp chung quanh không có tăm hơi chi cả. Trời ơi, không biết đứa nào tinh côn đến thế, ai xui cho nó đến đây mà lấy cả của mình. Ừ thì tiền nong mất chẳng cần chi, nhưng còn bức thư kia, ngộ nhỡ ra đứa nào biết đến thì sao. Vương Tứ nghĩ vậy, vò đầu vò tóc, tính quẩn toan quanh, chợt nghĩ ra một diệu kế: nếu bây giờ ta nói thực với sử đại lang thì tất là không yên được, vậy bất nhược ta phải nói phăng là không có thư từ gì cả là xong. Định kế xong rồi, đi thẳng một mạch vào khoảng đầu trống canh năm về tới nhà, vào báo cho sử tiến biết. Sử tiến thấy Vương Tứ về, liền mới hỏi: sao ngươi đi lâu lắm vậy? Dạ bẩm cậu, con đi vào đến đó, bà ông ấy còn lưu lại cho con uống rượu thật say, cho nên bây giờ con về mới được. Có cái giấy má gì không? Bẩm không ạ, các ông ấy toàn viết thư trả lời, nhưng sợ lỡ đường đi đường say rượu mà đánh rơi mất thì khốn, vì thế con bảo các ông ấy cứ dặn miệng thôi cũng được. Vậy các ông ấy có dặn con nói để cảm tạ đại lang và hẹn rằng hôm nào cũng đến sớm. Sử tiến mới khen: anh tình lắm, nếu thế thì không phụ lòng ta tin cậy thực. Nhưng đã vậy thì mai sớm phải đi lên huyện mà sắm sửa hoa quả và các thức rượu chè sẵn cho ta. Vương Tứ vâng lời lui ra. Cách mấy hôm đến ngày rằm tháng 8, khí trời mát mẻ, cảnh vật êm đềm, lũ Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt giao việc trại cho bọn lâu la coi sóc, rồi đem mấy người thân tín đều dắt đoàn đao thủ thân mà cùng sang sử thôn phó ước. Buổi chiều hôm ấy, ở nhà sử tiến đã bày tiệc sẵn sàng để đợi. Khi bọn Chu Vũ tới nơi, sử tiến rất mừng rỡ đón rước mời chào, cùng nhau đàm đạo hồi lâu rồi mới rước vào dự tiệc. Bấy giờ khi trời sẩm tối, bốn bên mây tạnh trời quang, bóng hàng Nga vằng vặc ở phương đông đã lù lù kéo đến, soi sáng vào bàn tiệc trung thu. Sử tiếng cùng bọn Chu Vũ, Dương Xuân cất chén thù tạc với nhau rất là đắc chí. Chợt đầu có tiếng người ồn ào ở phía ngoài tường, đoạn thấy đóm đuốc sáng quắc tứ bề, sử tiến mới ngạc nhiên kinh lạ, đứng dậy bảo với ba người kia rằng: bà băng hãy ngồi đây chơi rượu, để tôi chạy ra xem việc chi huyên náo thế kia. Nói xong chạy ra quát người nhà, đóng chặt cổng người gõ lại, rồi lấy thang trèo lên tường non. Chỉ thấy quan huyện úy huyện Hoa Âm đường ngồi trên mình ngựa, dẫn hai tên đô đầu, đốc xuất và 300-400 thổ binh vây bọc quanh nhà mình. Sử tiến thấy vậy, chạy vào báo cho ba người kia biết. Ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi, chưa biết định kế ra sao. Rượu còn chính choáng, người đã xôn xao vì không tỏ mặt anh hào, bỗng đầu mà có lụy vào đến thân. Rượu còn chính choáng, người đã xôn xao vì không tỏ mặt anh, vì không tỏ mặt anh hào, bỗng nhưng đầu có lụy vào đến thân. Đã nên có dũng có nhân, nặng lòng nghĩa hiệp, nhẹ cân bạc tiền. Nước non đã vực anh tài, xá chi luồn cuối thiệt đời bồng tang. Tiếng hào còn để làm gương, trăm năm thẹn chết những vương tham ngu.